giới thiệu cuốn sách Cẩm nang pháp lý và tài chính khởi nghiệp SME, tác giả Robert Nguyễn Huy. Cuốn sách dành cho CEO khởi nghiệp, các CEO đang vận hành doanh nghiệp của mình có kiến thức về pháp lý doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp và kế toán doanh nghiệp mô hình vừa và nhỏ. Nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Pháp lý doanh nghiệp. Chương này cung cấp các kiến thức về pháp lý doanh nghiệp, giúp các nhà khởi nghiệp hình dung, lựa chọn các mô hình doanh nghiệp phù hợp với mình, giúp các CEO đang vận hành doanh nghiệp hiểu rõ pháp luật doanh nghiệp của mình. Chương 2: Dòng tiền và tài chính. Cung cấp các kiến thức về tài chính, hiểu rõ được vai trò quan trọng của dòng tiền trong doanh nghiệp, các kiến thức về nợ phải thu, nợ phải trả, giúp cho CEO hình dung và hiểu rõ bức tranh tài chính khi khởi nghiệp, khi đang vận hành doanh nghiệp. Chương 3: Kế toán thuế trong doanh nghiệp. Chương 3 sẽ giúp cho CEO hiểu rõ bộ máy kế toán công ty mình, cung cấp các kiến thức về kế toán, về quản trị nhân sự, về tổ chức bộ máy kế toán sao cho phù hợp với công ty mình, từ đó có chiến lược quản trị đúng đắn về kế toán tài chính doanh nghiệp mình. Bằng các câu hỏi đơn giản, cụ thể, rõ ràng, xúc tích và logic thì nó sẽ giúp cho các CEO giải quyết được các cái thắc mắc của mình, có thêm được các kiến thức để bổ trợ cho cái quá trình khởi nghiệp, bổ trợ cho cái quá trình vận hành doanh nghiệp của mình. Ví dụ, bằng cách nào để mà tự tôi có thể kiểm tra được cái hồ sơ kế toán thuế thì nó sẽ list ra một cái danh sách và từ đó CEO chỉ cần nhìn vào trong đó và có thể quản trị được công tác kế toán của mình. Hoặc những câu hỏi như là kế toán nội bộ là gì, họ làm những cái gì, kế toán thuế là gì, làm những cái gì, thì thông qua đó thì CEO hiểu được công tác kế toán nội bộ, công tác của kế toán thuế. Hoặc là câu hỏi về hàng tồn kho, câu hỏi về quản trị dòng tiền, thì đây là một trong những cái điều mà rất là quan trọng đối với lại doanh nghiệp của mình. Hoặc là một số vấn đề khác như là thế nào là doanh nghiệp tư nhân, tại sao mình lại thành lập công doanh nghiệp tư nhân, tại sao mình lại thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, cách mà quản trị hay là quản lý đối với lại các cái cổ đông của mình như thế nào, thì tất cả những cái vấn đề đó nó sẽ được giải đáp trong từng chương, từng câu hỏi trong cái cuốn sách này. Và mình hy vọng cuốn sách nó sẽ là một trong những cái cẩm nang vô cùng quan trọng đồng hành với các CEO trong quá trình khởi nghiệp, trong quá trình vận hành và quản trị doanh nghiệp của mình.